chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 9 giờ tối ngày 9 tháng 9 2024. Lâu lắm rồi chúng ta mới trở lại đây các bạn. Bún nước lèo Sóc Trăng. Đây là một trong những cái quán bán bún nước lèo Sóc Trăng mình thích nhất ở Sài Gòn các bạn. Giờ mở cửa từ 4 giờ chiều tới 0 giờ khuya. Địa chỉ 49 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Ông chủ ở đây đến từ khu vực Mỹ Xuyên của Sóc Trăng. Tô bún đầy đủ là 45.000 đồng, tôm cá heo quay. Tô bún đặc biệt, tôm cá heo quay 60.000 đồng, nhiều tôm hơn. Tô bún đầu cá 60, tô bún thêm, bún rau nước lèo 15. Đầu cá thêm 45, rau thêm 5.000 đồng nha. Ở đây thì... Ủa đợt đó em quay video là bao lâu rồi ta? Cả năm chưa ta? Lâu lắm rồi ha. 1-2 năm rồi đó. Có một cái đặc sản đây mà rất là thích đó cho là cái sả các bạn, sả rất ngon nha. Tối hôm nay qua đây mua một tô. Để các bạn xem nè. Đầu cá, cá, tôm, heo quay. Đợi anh chút xíu. Cái quán hơi nhỏ các bạn, mà nó rất thân thiện. Ở đây tô bún cá đầy đủ 45.000 đồng các bạn ha. Chúng ta quan sát nè, có hai con tôm, miếng cá với lại heo quay. Rồi. Hồi trước á, thì Tùng đã ăn ở đây rồi, Minh thì chưa từng ăn, bây giờ để mình nhận xét nha. Mục đích của mình đến đây á, là để xem quán còn hoạt động ngay tại vị trí này hay không. Cái thứ hai là Tùng muốn gộp lại một video những cái quán bán bún nước lèo Sóc Trăng ngon ở ngay tại Sài Gòn. Đây là quận Tân Phú nha. Rồi, để cho mình nếm thử. Ở đây chính là cái phần sả nè. Thơm nhỉ? Rồi, với ớt. Thơm. Thơm lắm đúng không? Thơm. Mặn nhẹ. Đúng rồi. Mặn nhẹ. Thơm. Bỏ cái máy xuống đi. Nếm thử chút xíu cái tôm thịt cá đi. Em nghĩ nếu mà em ăn cái em phải nặng thêm miếng chanh được. Cho miếng chanh nhiều không? Cho nó chua chua. Nó có chanh luôn kìa. Vị ngọt ngọt vừa, mặn nhẹ. Độ thơm. Mà thơm rất là thơm. Rất thơm. Rất là thơm. Mùi mắm cũng nhẹ nè. Tôm chắc rồi. Chưa lấy chị. Ờ ok. Tôm chắc thịt rồi đúng không? Tôm chắc thịt, nhìn chắc ra luôn á. Cá như lại heo quay. Minh thì biết ăn sả không? Thịt cá ngọt. Cá ngọt nhẹ. Có lẽ cái này theo em nha, có thể vì cá nó luộc hơi lâu rồi đó. Ok. Ý là luộc hơi lâu lửa thành ra nó sẽ mất ngọt á. Mất đi phần ngọt đúng không? Đúng rồi. Heo quay. Heo quay chưa ăn. Ok. Ôi là heo quay mềm nha. Mềm chứ. Mềm thơm. Hay sao? Mềm thơm, thơm nhẹ nhẹ. Không bị ngán. Không bị ngán. Ok. Chung quy lại cái tô này đó với em sao? Nói với em là ngon. Nhưng mà không phải gọi là lạ lắm, nó xuất sắc gì. Nhưng mà ngon, khó thể thử đó. Ok. Một trong những lý do là bởi vì tối hôm nay mình đã ăn một tô bún cà ri rồi. Do đó cái vị nó cũng sẽ giảm đi chút xíu các bạn ha. Khi mà chúng ta đã no rồi thì ăn nó sẽ bớt đi cái độ ngon. Cái quán này hồi trước Tùng rất là thích. Tối hôm nay đi ngang qua đây thôi, chủ yếu là để, như nãy mình nói là để biết cái quán còn hoạt động ở tại vị trí này hay không. Thì xả hay không kìa. Đúng rồi, xả rất ngon. Hồi trước là ăn là xin cái phần xả mang về luôn á. Dạ, yeah, đúng rồi. Em không biết, anh tưởng của hành á. Xả nó là xả đó. Anh nha, nó ngon chưa? Dạ, thơm lắm. Mà nó không có bị không bị sạm đúng không? Xả non. Ngon nè. Thôi, quý vị ăn bún nước lèo Sóc Trăng ghé qua đây nha. Và sau đây sẽ là cái phần video về tổng hợp những cái quán bún nước lèo Sóc Trăng ngon ở Sài Gòn. Có thể thử á, thật sự. Nếu mà nói bún nước lèo Sóc Trăng hiện tại em nhớ là nhớ muốn ăn quán nào? Bún nước lèo của Loan. Loan ở Trần Hưng Đạo, quận 5. Đạo.
với một cái quán mà em nó nằm ở khúc đường gần nguồn tên lửa mà hồi đó mình đi quay á. Mình quên. Bún nước lèo mà gần tên lửa hả? Ồ, mình bữa đó mình quay không mình khen ngon lắm luôn á. Với lại một cái bún nước lèo ở Sóc Trăng mới đây ở Phạm Thế Hiển. Ừ, cái không cái tiệm mình tiệm mà ngon ấn tượng á là cái tiệm bên tên lửa. Ok. Gần đó đó. Rồi. Không nhớ tên lửa hay là em quên tên đường rồi. Ok. Rồi sau đây mình sẽ tìm những video cũ và những cái quán nó vẫn còn hoạt động, mình sẽ ghép lại một video cho các bạn xem. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn bún nước lèo Sóc Trăng các bạn ha, ngay trên đường Trần Hưng Đạo quận 5 luôn. Thơm quá trời. Dạ. Chị bún nước lèo đi chị. Dạ. Ok. Dạ. Đó. Thơm quá. Giao với quận nhất luôn các bạn. Đây nè, từ phần tôm đến phần rau sống nè, nhìn đã lắm luôn á. Đặc biệt là cái phần bông súng, mập chuối. Và đây là cầu Chữ Y quận 8 các bạn ha. Từ đây chúng ta sẽ quẹo trái đi xuống đường Nguyễn Biểu quận 5. Sáng hôm nay thì nắng vàng các bạn. Rồi chúng ta chạy xuống đường Nguyễn Biểu ha. Hôm qua mình nói trong video á là sắp tới mình sẽ đi Lào các bạn nha. Các bạn hỏi lại thì Lào giáp với Việt Nam, giáp Thái Lan, giáp Campuchia, giáp Trung Quốc và giáp Miến Điện. Đi tới đoạn này của Nguyễn Biểu các bạn thấy không? Bầu trời trong xanh nha. Rồi chúng ta chạy thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Trần Hưng Đạo. Thì ngay khi các bạn quẹo phải, các bạn sẽ thấy là cái tiệm bún nước lèo nằm bên phía tay trái nha. Đây chúng ta đã tới góc đường của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Biểu nha. Bây giờ chúng ta quẹo phải. Các bạn lưu ý nha, bên góc tay trái nha sẽ là cái tiệm bún nước lèo á. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải chạy lên một chút xíu nữa chúng ta mới quay đầu lại được. Rồi bên tay trái các bạn, bún nước lèo chị Loan. Rồi tới ngã tư đây chúng ta quẹo trái lại ha. Và xa xa đằng kia bên góc tay trái chính là KFC. Mà hiện tại KFC cái tòa nhà này là đang cho thuê lại các bạn, tình hình kinh doanh không hiệu quả. Đây chúng ta đã tới nơi, chị Loan. Chào các bạn, hiện tại khoảng độ 9 giờ sáng ngày 11 tháng 2 2023, đây đường Trần Hưng Đạo quận 5. Phía bên kia là đường Nguyễn Biểu ha, bên góc tay trái dưới cầu Chữ Y các bạn. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn bún nước lèo Sóc Trăng. Hôm qua mình có đi ngang đây thấy họ khai trương các bạn. Và bản thân mình là một người thích bún nước lèo nữa. Đây bún nước lèo chị Loan, chi nhánh 178 đường số 1 khu dân cư Trung Sơn, chi nhánh 2 408 Trần Hưng Đạo phường 2 quận 5, chính là chỗ này. Số điện thoại 0938 706 242. Rồi chúng ta bước vô nha. Ở đây bán gỏi cuốn thì từ 2 giờ chiều, còn bún nước lèo buổi sáng. Sóc Trăng, bún nem nướng, bánh tầm bì, bánh hỏi heo quay, gỏi cuốn. Đây một chiếc xe các bạn ha. Chúng ta thấy có heo quay, có tôm, có cá lóc, rồi có bông súng, bắp chuối, rồi rau muống, rau đắng. Rồi cho em hai tô nha. Dạ. Một tô có rau sống, còn một tô là không có rau sống. Dạ. Một tô nhiêu tiền chị hả? Dạ 65. 65 ngàn đồng. Mình bán tầm mấy giờ chị hả? Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, 11 giờ tối.
À, 6 sáng 11 giờ tối. Cái chi nhánh mà khu dân cư Trung Sơn đó là 4 giờ sáng, 6 sáng 4 giờ chiều. 7 sáng 4 giờ chiều. Nhưng mà là người thân của mình chị bán hả? Dạ. Cũng em luôn á, tại vì em mới mở ở đây phải chạy đây. À, rồi sau đó chị sẽ giao qua đây đúng không? Dạ. Dạ. Như vậy nấu nước lèo sẽ là chị nấu. Dạ. À, xong rồi chia ra hai nơi. Đúng rồi. Hôm qua chị nói là chị ở khu vực Cổ Cò của Sóc Trăng hả? Nó huyện gì chị hả? Bà chị á, bà lấy chồng ở đó, nhưng mà bây giờ là bà để lại cho chị với nhỏ cháu làm. À dạ. Rồi bây giờ cuối cùng chị nấu cái này là chị nấu theo ý chị luôn. À. Đó, đúng không? Dạ. Bây giờ là bà đi về quê rồi. Sao chị truyền lại cái công thức rồi mình có nấu ra, sao mình chế biến theo hướng của mình. Dạ. Đó, một cái nồi nước lèo. Nghe mùi thơm ha. Rồi, dạ, cho em hai tô. Nhìn đôm xuống đảo quá trời. Ở đây cái mắm chị sử dụng là mắm gì vậy hả? À, mắm bò hóc. À, mắm bò hóc. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Cái này phải có mắm bò hóc. Dạ. Yeah. Rồi. Ngon. Một tô có rau sống, một tô không có rau sống nè. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là một tô chỗ mua tô chín. À, dạ. Không, chứ là có một người ăn rau thôi đó. Một người ăn rau thôi, dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Một chứ ăn rau. Có ăn hẹ, người đó ăn hẹ. Dạ, dạ. Rau đẹp đẹp. Cái này là mình hợp đồng với người ta cái nhà đúng không chị? À, cái này thuê. Tại vì chị cũng nhiều người ngủ ra làm ăn lắm rồi mà dạ. Chị không có dám ra. Dạ. Ngáp thôi, tại vì nặng quá, mặt bằng là nặng tiền lắm. Nặng vốn. Cho nó thôi rồi dạ. Ra, bây giờ nó hay làm đại, nặng quá. Rồi. Cả hai tôi đều có hẹn. Hai tôi đều có hẹn. Dạ, dạ, đó. Ồ, nhìn thấy ngon rồi. Cứ phải vớt một thường xuyên ha. Dạ. Nồi súp riêng, còn chị không có chuẩn nồi súp riêng tại vì bún chị đã có chần qua nước sôi sẵn rồi. À, chị chần qua nước sôi sẵn rồi hả? Nên chị không có chuẩn qua súp. Nó sẽ có vị chua đúng không? Súp riêng á là nó không có ngon cái bún. Dạ. Nên chị không có sợ bún là chị đã qua nước sôi rồi. À, chị chần qua nước sôi đúng rồi. Không nghe mùi thơm á. Ăn thử đi, không ngon không lấy tiền. Dạ. Rồi, cái chỗ này. Ai bán cho quảng cáo gì không? Dạ, thiệt mà. Tại vì ở bên bển bên chỗ đó là có nhiều đời lại quay lắm rồi đó. Dạ. Mà cái kênh của cái em trai kia kìa, nó giàu lắm á. Ôi, kênh của nó là dữ lắm luôn á. Dạ. Mà nó lại nó đồ quay lúc đó chị không có cho là tại vì lúc bển á chị ở ngoài lúc còn quán nhưng mà sao chị bị để tỏ ra ngoài. Dạ. Ở ngoài rồi cho nên chị không có còn quán, cho nên chị không có cho nó quay, nhiều khi khách hứa rồi lại chị không có chỗ cho khách ngồi. Dạ đó. Dạ. Đây một cái lóc hai con tôm. Tôm ngon ạ. À. Rồi. Và cái heo quay đúng không chị ạ? Dạ, tôm bự đó. Ừ, tôm bự, nhìn đó. Cái heo quay. Dạ. Yeah. Ôi, chắc nghe heo dọn rồi luôn. Heo quay này nổi tiếng. Heo quay này nổi tiếng là... Heo quay này của hẻm 100, có ông Sệ. Đó là quảng cáo giọng luôn á. Dạ. Yeah. Rồi cái tô thứ hai chị đợi chút xíu nha. Rồi. Chúng ta đi vô. Ở đây có phần này là giống như muối ớt Tây Ninh quá vậy. Nước chấm, này nước me, nước muối tôm. Này nước me hả? Đây cũng nước mắm luôn, nước mắm luôn thôi. Nước mắm mà không cay, mắm cái này mắm cay. Rồi, chanh. Có nước me hả? Nước me không? Không thấy. À, không có nước me à? À, không có nước me. Dạ rồi. Ở đây không có dùng nước me. Rồi ok, mình chụp hình rồi mình ăn hang. Đó các bạn thấy nha.
các bạn sạch sẽ, đây là bằng inox, sử dụng ghế nhựa. Đó, bên dưới vậy. Đầu tiên chúng ta thấy hai con tôm nha, hai con tôm này cái kích cỡ bề ngang nó khoảng độ ngón tay trỏ. Một miếng cá được 4 miếng heo quay. Rồi, nếm thử cái phần nước lèo này mình. Chỉ buôn bán dễ thương nữa. Mình sao? Mà nước đậm quá. Đậm lắm luôn á. Đậm luôn mà đậm ngon sao? Đậm đậm đà ngon á. Ok, thử cái phần heo quay với lại phần sao lèo mà sao cái em cảm giác là dễ, hơi giống giống bún mắm thôi, để chỉ thiếu cái mắm lên xíu nữa thôi à. Ừ. Khá giống nữa. Bún nước lèo nó đâu phải giống bún mắm nó sử dụng cái loại mắm khác, con này xưa là mắm bò hóc. Rồi, đậm rồi đúng không? Đậm ngon là được rồi. Đúng rồi. Rồi thử cái phần tôm với phần cái họ bún nước lèo Sóc Trăng mình ăn ở trên chợ nổi ngã năm này nọ. Cái đó cứ nhẹ. Bún nó này đậm hơn, cái này đậm hơn nhiều. Cái này đậm hơn nhiều. Nếu mà Mỹ Xuyên cũng sẽ rất đậm như bữa chợ nổi ngã năm ngay tại thành phố Sóc Trăng, chợ nổi ngã năm ngay tại Sóc Trăng thì nó sẽ nhẹ hơn do ở trên thuyền họ bán rẻ. Cho cái lượng mắm mà sử dụng ít. Con đó hình như có 25 ngàn. Đúng rồi, lượng mắm mà sử dụng ít lắm. Con này rất là đậm. Nhưng mà không phải không nghe hẳn. Mùi mắm cũng không chưa có lượng là dậy lắm. Mắm bò hóc thường nó dậy. Họ không sử dụng nhiều lắm đâu. Nó chỉ chưa có dậy thôi. Đúng rồi. Mà theo em đợt này cũng là ở mức là cũng ngon rồi đó. Cái phần thịt với phần cá hay sao? Ăn luôn phần tôm đi. Rồi. Ăn cho quay à. Rồi bây giờ tới mình. Về bún nước lèo á, mình ăn ngay tại thành phố Sóc Trăng, ăn ngay tại chợ nổi ngã năm của Sóc Trăng và ăn ngay tại Mỹ Xuyên của Sóc Trăng các bạn. Thì các nơi nó sẽ trên nhau chút xíu nha. Nó sẽ khác chút xíu so với bún nước lèo của Trà Vinh. Nhưng mà cơ bản thì họ sử dụng một loại mắm, đó là mắm bò hóc. Sao? Tôm tươi, ngon. Okay. Nhưng mà họ chưa có lấy chị. Ừ, đúng rồi. Rồi, phần cá cũng dai ngon luôn. Dạ, dạ. Phần cá là mình có thể cảm nhận nhanh nhất là cái vị ngọt của cá luôn á. Có bị hôi mùi cỏ không? Không nghe mùi lắm. Ok, rồi được. Chưa nghe lắm. Ăn một phần bún nước lèo các bạn thực sự là ngon nha, ngon từ cái phần nước lèo ở đây nó sẽ là đậm đà và thơm thoang thoảng mùi mắm, mắm bò hóc, không có nặng mùi lắm đâu các bạn, ăn thực sự là ngon á. Phần tôm rất là tươi tươi ngọt thịt, cắn vào một cái là cảm giác rõ ràng luôn, tuy nhiên là chưa có đáy chỉ ha. Heo quay rất là thơm béo, phần cá lóc cũng ngon luôn, chỉ có cái lượng bún nó hơi ít chút xíu, cái này phải ăn cùng với rau nhiều. Bây giờ mình sẽ cho thêm phần ớt, phần chanh và phần rau vô rồi mình trộn lên nha. 65.000 đồng á, thì cái tô này giá nó sẽ phân khúc rồi là tương đối là ở tầm cao so với cái loại bún nước lèo ở Sài Gòn, bởi vì những nơi mình ăn á, là thường khoảng độ 40-45. Tuy nhiên cái mặt bằng ngay tại Trần Hưng Đạo quận 5, đại gần quận nhất nữa thì có thể là giá nó sẽ nhỉnh hơn. Đúng là cái tô này nè, thiếu một miếng chanh. Đúng rồi, phải nặng vô. Một số nơi họ sẽ sử dụng me. Không mà thật sự là phải nặng vô một xíu á. Đúng rồi. Được cái đầu thơm ngon. Nó sẽ lên hơn cái mùi. Đó lý do cần phải có chanh và me. Nhưng mà ở đây không sử dụng mèo, sử dụng chanh thôi. Rồi. Ok. Anh thử cái này đi, cái này anh sợ cay quá, anh cũng thử. Ok. Cái là nước mắm mặn thôi. Nước mắm mặn với ớt. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu có muối muối hột. Ở đây thì lại sử dụng muối Tây Ninh muối sao. Ở Mỹ Xuyên mình nhớ mình ăn sang muối hột các bạn. Muối hột cắn rộp. Mình ăn xong các bạn ha, thực sự là ngon nha. Nói thêm chút xíu phần nước lèo, ở đây đậm đà, có chút xíu vị ngọt, mà ngọt ở đây không phải là cảm giác đường, mà như chị nói là chỉ sử dụng nước dừa xiêm. Dạ, có cái dừa đúng không? Em gửi tiền. Em gửi tiền nha. Của mình là 130. Yeah. Hai ly trà đá nữa chị. Hai trà đá. Dạ. Yeah. Đây, ủa dừa là bán thêm hả chị? Này bán dừa thêm đúng không chị? Đúng là cái vị của nước dừa nó sẽ ngọt rất là thanh các bạn. Bùng bột với gầy rầm chị bán chị hả? Chị em không nghỉ ngày nào. Không nghỉ ngày nào luôn hả? Dạ, okay. Không có gì, nghỉ nhà đủ sức mới nghỉ thôi. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Ăn được món ngon ở Sóc Trăng mừng quá luôn vậy. Ăn bún nước lèo xong ha, chúng ta từ chợ Hưng Đạo quận 5 chạy qua quận nhất, hướng về chợ Bến Thành, sau đó sẽ quẹo vào đường Phan Chu Trinh để đổi tiền và để xem hôm nay tỷ giá đô la như thế nào nhé. Con đường này hàng cây rất là đẹp, mỗi lần đi qua là mình lại ghi hình các bạn.
Đây chúng ta đã tới chợ Bến Thành ha, chuẩn bị quẹo vào Phan Chu Trinh. Hôm bữa các bạn hỏi mình về phở của Tổng thống Bill Clinton, thực tế là tiệm phở hiện tại không còn hoạt động nữa, ngay góc đường Phan Chu Trinh các bạn, dẹp rồi. Rồi xoa xa, doanh nghiệp thu đổi ngoại tệ Hà Tâm. Rất đông luôn, đông nghẹt luôn các bạn. Đổi tiền rất là lâu. Là 9 giờ 40 phút các bạn, mình đang có mặt ở doanh nghiệp thu đổi ngoại tệ Hà Tâm ha. Hôm nay thì tỷ giá đô la 100 đô la tờ cáo cạnh mới luôn á, thì đổi được là tỷ giá là 23.620 đồng, 23.620 các bạn nha. Đây góc đường Phan Chu Trinh và Nguyễn An Ninh, địa chỉ số 2 Nguyễn An Ninh, nguồn nhất. Cực kỳ đông luôn các bạn, lúc nào cũng đông hết. Ngay cửa tây Phan Chu Trinh. Đây là 10 giờ sáng các bạn, trên đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8. Thấy chú đây đi lượm ve chai. Lớn tuổi lắm rồi và cái tay hình như là cũng không có cử động được một bên nữa. Chú năm nay chú nhiều tuổi thì chú hả? Sao mấy rồi nè. Sao mấy hả? Là mình ở nhà thuê đó hả? Một tháng bao nhiêu tiền chú? 4 triệu. 4 triệu lần hả? Cho hai cô chú hả? Rồi một ngày mình lượm ve chai, thu mua ve chai được bao nhiêu tiền? Trăm mấy. Rồi sao đủ tiền để phòng trọ? Con Út đi làm phụ. Út đi làm phụ rồi, Út con ở chung luôn với lại chung, đúng. Là chú có mấy người con lận? Thì con Út ở chung chú thôi. Ờ, à, mấy người kia mấy họ đi hết. Đi hết rồi. Họ có gửi tiền đi gì phụ chú không? Thì cũng hàng tháng cho thì uống thuốc thôi. Rồi chú thay biến mà. À. Còn mấy người kia là có nhà cửa gì không? Không, con nhà cũng ở chung, ở cũng nhà mướn vậy đó. Cái tay của chú là bị vậy luôn hả? Ừ, bị vậy đó. Bị tai biến đó. Tiền bên. Chừng... Nếu mà vậy sao mà không mướn cái nhà nó rẻ hơn chút xíu mà à, với... khu chung đó không có rẻ thôi. Không rẻ được nữa hả? Nói rẻ nhất là cũng... Là coi như cái tiền ve chai là vừa đủ, có thể gọi là vừa đủ phòng trọ. Chú cô ăn sáng thôi. Vừa đủ ăn sáng thôi, còn tiền phòng trọ là do Út trả. Đúng là Út làm thôi. Gửi chú 200 ngàn thôi. Cái này con gửi liền tiền chú 200 ngàn nha. Đây là của cô Nguyễn Lành nha. Cô Nguyễn Lành có gửi. Dạ, cảm ơn tụi con nha. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ, chào chú. Chú có lượm ve chai khu này hả? Ừ, đúng. Ví dụ nếu sau này tụi con có quà gì đó, tụi con muốn gửi thêm thì con chạy qua tiếp chú. Gặp là ở đây là có chú rồi con. Dạ rồi, rồi chào chú nha. Dạ. Cảm ơn chị Nguyễn Lành. Dạ. Dạ. À, hiện tại là khoảng độ hơn 10 giờ sáng các bạn. Đây là đường Ba Đình, phường 9, quận 8. Chú này lớn tuổi rồi đi bán vé số. Năm nay chú nhiều tuổi gì chú? 77 hả? Đi bán vé số. Chiếc vàng lớn dữ vậy? Đó cái tay kìa. Hả? À, đồ giả. Đồ giả. Dạ. Giờ hôm đã biết đi. À, chú biết chưa? Dạ. 77 tuổi rồi đó. Ngày chú bán vé số bán được nhiêu tờ chú? Dạ bán được 150. Mình có nhà cửa gì con cái gì không? Thì con cái nó lo cho vợ con đó. Vợ chồng già ở đi. À, mà có nhà không chú hay là nhà mướn? Nhà mướn là tháng nhiêu tiền chú? Tháng mấy triệu à? Mấy triệu. Mua 5 tờ nha. Rồi. Bà xã thì bán ở chợ dưới. Cũng bán vé số luôn hả? Bà 70. Gửi chú 200 ngàn à. Cái này con trả 5 tờ vé số. Dạ cảm ơn. Cái này là tiền lì xì 200 ngàn rồi. 200 ngàn lì xì của cô Nguyễn Lành nha. Con nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Y chúc nhà mạnh thường quân được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ rồi, con chào chú, con cảm ơn chú. Dạ. Hiện tại là khoảng độ 10 giờ rưỡi sáng các bạn, ở hẻm Nguyễn Duy, phường 12, quận 8. Anh trai hôm nay bao nhiêu tuổi anh trai? Dạ em 36 tuổi. 36 à. Xin lỗi nhưng mà hỏi anh xíu là cái chân của anh bị sao à? Dạ em bị tai nạn xe. Lao động á, tai nạn lao động. Mà quê mình ở đâu, nhà mình đâu? Quê em ở Tiền Giang. Tiền Giang, giờ đến đây mình sống là mình thuê phòng trọ hả? Dạ. Ok. Gửi anh trai 200 ngàn nha, tiền lì xì từ chị Nguyễn Lành. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Nhân Lành với mấy chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi. Mấy chị năm mới rồi giờ sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Dạ. Rồi, chào anh trai nha. Dạ. Dạ. Ôi, tối hôm nay Sài Gòn trời rất là mát các bạn ha. Ăn bún nước lèo sốt trăng của ông chủ đến từ huyện Trần Đề. Đó, tô này 45 nha. Cái đặc biệt ở đây là có trứng cá các bạn. Ừ.
Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ tối ngày 6 tháng 9 2024 ha. Đây là đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Đằng kia là chợ Phạm Thế Hiển. Tối hôm nay chúng ta ăn bún nước lèo nha. Cô Thúy, đặc sản Sóc Trăng, đặc biệt trứng canh lốc. 939 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Số điện thoại Zalo 0797 299 288 hoặc 0774902241. Anh trai đây đến từ huyện Trần Đề, kế bên Mỹ Xuyên. Đi nữa là tới thành phố Sóc Trăng. Rồi, mới đi Trần Đề về đợt trước. Vậy tô lấy thịt cá với trứng cá, tôm với thịt là nhiêu anh trai? Tô đầy đủ 45 ha, rồi lấy tô 45. Còn cái đầu cá thì anh lấy nhiêu? Đầu cá thì tôi lớn nhỏ, lớn à. Lấy 65, còn nhỏ thì lấy 50. Dạ. Anh bán tới mấy giờ anh trai hả? Bán 7 giờ mở cửa tới 9 giờ tối em nghỉ. Dạ rồi. Mình mới bán đây hay là lâu rồi? Dạ bán được 1 tháng. 1 tháng hả? Dạ. Từ Trần Đề di chuyển lên đây luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Chịu chơi quá ha, từ Trần Đề lên đây làm. Muốn mang món ăn quê hương mình đi xa lên chứ. Nhưng mà có chú Kiểu sống ở Sài Gòn chưa? Cũng có đóng ở Sài Gòn cũng được mười mấy năm rồi. À hèn gì. Trứng cá, cá này không phải là cá đồng các bạn nha, là cá nuôi nhưng mà sẽ không hôi cỏ, anh nói vậy. Bao, à. Không bao giờ hôi. Tại vì làm rất là kỹ. Làm rất là kỹ ha. Ngày, đúng cái vị chung của Sóc Trăng luôn ha, không có thay đổi vị ha. Dạ không không. Rồi, ở đây chúng ta thấy có cá lóc, trứng cá lóc. Heo quay, cái heo quay là mình tự làm hay là mình mua anh trai? Dạ, heo quay này em lấy tại lò anh. Lấy tại lò hả? Dạ. Lò nào, quận 8 hả? Không, em lấy lò bình điền luôn, lò lớn luôn. Lò bình điền luôn hả? Rồi. Và heo quay này là bao ăn. Rồi. Nói chung là đồ này là bao chắc lượng hết. Rồi, dạ. Rồi, đổ vô anh em. Có rau không? Có chứ, ăn rau chứ, một tô có rau, một tô còn rau, nhưng mà rau để riêng đi không? Dạ, dạ. Ừ. Còn cái nước lèo này là bí quyết gia truyền. Bảo đảm là biểu gia truyền của Trần Đề hả? Đó giờ anh đi ăn bún nước lèo anh đâu có thấy chỗ nào có trứng cá đúng không? Có gì? Trứng cá. Ờ, trứng cá đúng rồi, thường ít có. Trứng cá là không bao giờ có. Đúng rồi. Rồi ghé qua đây chúng ta thấy được ủ muối, ớt bằm, chanh. Rồi. Cảm ơn. Chụp cái hình. Rồi ăn tô đẹp 45 ngàn. Dạ 45 ngàn đầy đủ. Cảm ơn anh trai nhiều. Nếu mà đi ra mấy quán kia bảo đảm nhanh là không giờ dưới 50. Dạ rồi, cảm ơn anh trai ha. Thì tô bún nước lèo Sóc Trăng 45 ngàn đồng có 2 con tôm, 2 cái miếng trứng cá, 1 miếng cá, 3 miếng heo quay. Đó. Rồi. Rồi. Tôm nó hơi nhỏ một xíu, nó bằng khoảng độ ngón tay út bề ngang. Đó. Ở đây có bắp chuối, có hẹ, có giá, có rau thơm. Rồi, chén ớt, ăn thôi, ăn xong dậy xác luôn. Anh trai bán hàng dễ thương các bạn. Rồi bà con Sóc Trăng. Dẻo miệng. Ai đang sống gần quận 8 ghé qua đây ủng hộ. Đây ra ra Sóc Trăng ghé ăn nhiều lắm giấc sáng á. Vậy hả? Giấc sáng à. Dạ. Bà con làm luôn ghé nhiều lắm. À. Rồi. Sáng là bán đông lắm. Rồi sáng đông ha. Thuốc trung trăm ha. Ôi, mình đang xong tô bún nước lèo Sóc Trăng của em trai đến từ huyện Trần Đề. Sau đây sẽ là phần cảm nhận của mình các bạn ha. Đối với mình là ngon. Nói trước luôn, đối với em nó giờ nằm ở mức cá. Ừ. Nó là kiểu như là nó có ngon nhưng mà nó không phải gọi là xuất sắc hay là kiểu như là đặc biệt hết. Ok. Cái phần nước lèo có một vị gọi là chua chua nhẹ. Ừ. Nó cũng có vị ngọt nhẹ. Ừ. Mà nó thiếu đi cái mùi mắm. Em thì lại muốn cái mùi mắm nó phải dậy lên, mùi lên nó okay. Mặn hơn một xíu. Nhưng mà cái này mùi mắm này là nó gần như là ít lắm. Em thấy thoải thôi. Còn tôm tươi cá ngon. Còn heo quay thì nó hơi mỡ xíu. Chắc lại sắc lại nhỏ thật ra ăn không đã miệng. Kiểu như nếu mà nó sắc theo bề ngang á là cái bản tự thì nó sẽ ngon hơn. Trứng cá. Trứng cá béo bùi. Mà em nghĩ nha,
trứng cá thì sẽ có một vài bị dính á, dính tạm á, sẽ dễ bị phù người lắm, cho nên là cẩn thận. Ok. Tùy người thôi, người nào thích ăn trứng cá thì ăn. Chung quy lại thì nếu mà em đánh giá thì nó sẽ nằm ở mức 6.5-6 chứ không thể nào mà lên 7 được, khá được, có cả đó thôi. Ok. Và 45.000 để nghĩ là mọi người nên thử thử qua xem có hợp với mình không. Ok. Như một cách ủng hộ người ở dưới quê thôi. Ok. Đối với mình á, thì cái tô bún nước lèo này ở điểm 7 các bạn, chứ không phải là 6 mà 6.5 mà mình cho 7 luôn. Lý do là bởi vì cái phần nước lèo ở đây đối với mình là khá ngon, mình không nói là xuất sắc nha, nhưng mà là khá ngon. Nó thơm thoang thoảng cái mùi mắm. Mình có nói chuyện với em chủ á, thì em nói là đại đa số ở đây á, là thích cái vị mắm thoang thoảng chứ không có đưa vị mắm vào quá nhiều. Đó là cái cách chọn của người dân ngay khu vực này. Thì trong cái phần nước lèo mắm thoang thoảng, có vị chua nhẹ, vị ngọt rất nhẹ, đưa vào cái phần ớt cay vô ăn ngon hơn các bạn. Mình bắt thêm miếng chanh nữa tạo thêm cái độ chua. Thì bạn nào thích ăn chua chua cay cay mắm thoang thoảng thì đây chính là cái vị của mình. Ngọt nhẹ, rất ít ngọt các bạn. Cá lóc tươi ngon, mình ăn cảm nhận rất rõ luôn, không hôi mùi cỏ. Phần trứng cá rất béo, heo quay cũng ngon luôn. Tuy nhiên là tỷ lệ thịt và mỡ thì phần mỡ tương đối nhiều, cắn vào thì nó thơm, rất là thơm. Bây giờ là thời điểm 8 giờ mà miếng heo quay vẫn còn ngon, có nghĩa là em bảo quản rất là tốt. Heo quay, trứng cá, cá rồi còn gì? Hai con tôm các bạn, hai con tôm hơi nhỏ nhưng cũng ngon. Có một điểm mình rất thích ở chỗ là em là người huyện Trần Đề, Sóc Trăng, và em nói chuyện rất là vui vẻ, thì đây cũng chính là một cái điểm cộng. Nói chuyện đúng dọc cho mình chân chất lên. Đúng. Vì vậy mình vẫn khuyến khích các bạn là hãy đến đây ăn thử coi nó có hợp với cái vị của mình không. Nếu hợp thì chúng ta ăn nhiều hơn đó. Không xuất sắc, đúng rồi, không hẳn là xuất sắc nhưng mà ăn rất được. Nhưng mà 45.000 đồng ăn xong cái tô đó thì đối với một thanh niên thì vẫn còn đói các bạn nha, do cái lượng bún cho mức độ vừa phải. Mình nghĩ là cái đó nó phù hợp với cái bữa ăn sáng nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là 7 giờ ăn đi thì chắc khoảng độ 11 giờ, thậm chí là 10 giờ rưỡi đối với thanh niên chắc là sẽ phải ăn thêm một cái món khác rồi cho cái phần 45.000 đồng ha. Hồi nãy em nói bán từ mấy giờ quên rồi? 6 rưỡi. Ok, sẽ phải coi lại video. Đây là chợ Phạm Thế Hiển của chúng ta, và buổi tối các bạn thấy nè, hàng quán nhiều lắm mà là ít khách nha. Tối hôm nay thì bão Gia Ghi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ, và trời Sài Gòn thì mát và không mưa cho đến thời điểm này các bạn nha. Ủa sáng giờ có mưa không ta? Có. Lâm râm à? Lâm râm chứ không có gì đâu. Chưa mưa, bạc xíu. Chút xíu à. Có nghĩa là tình hình bão Gia Ghi ở Sài Gòn thì đúng là sáng có mưa lâm râm thôi, không có nhiều lắm. Cho đến thời điểm hiện tại này vẫn là ổn các bạn. Nhưng mà ngoài Bắc là đang phải hứng chịu, đang phải gánh gồng cơn bão. Có thương vong, nhà đó có thương vong. Bảo chi đăng là có thương vong. Cây đổ đè chết người. Rồi, chúng ta có thêm một điểm để ăn bún nước lèo ha. Đặc biệt là bún nước lèo Sóc Trăng. Về bún nước lèo Sóc Trăng thì mình đã từng ghi hình cũng khá nhiều nơi rồi. Trên đó thì đường Trần Hưng Đạo, quận 5 có bún nước lèo của gì? Cô gì? Bún nước lèo quận 5 có gì? Cô Phượng. Phải. Quên. Chỉ nhớ là ăn ngon thôi, quên cái tên. Rồi bún nước lèo Cà Mau đó. Nếu các bạn thích bún nước lèo thì cứ lên xem kênh mình nha. Rồi. Không, quỷ tư tầng không ngon. Quỷ tư tầng nước lèo đậm đà nhưng mà cá bị tanh hôi mùi cỏ. Bỏ. Bún lèo chị Loan. Rồi, bún lèo chị Loan nằm trên đường Trần Hưng Đạo quận 5. Hoặc là bún nước lèo Cà Mau nằm ở cửa xá Lữ Gia rất là ngon. Và bánh tầm cây, xíu mại cay với gà ăn rất ngon. Đó. Ngoài ra còn vài tiệm nữa, tự nhiên hiện tại mình không nhớ ra hết. Rồi, tháng 9 mùa hồng nè. Hồng này 40, chợ Rạch Ông quận 8. Dạ hả? Rồi đợi đến xíu nha. Cái hàng này là 45 đúng không chị ha? Đúng rồi. Dạ. Hàng này 60 rồi, ai mua hồng ghé qua đây. Hồng giòn. Cái cây quá trời không? Măng cục, táo, chôm chôm, ổi. Củi da xanh kìa. Rồi, nho. Cherry. Lâu lắm rồi chưa ăn cherry. Nhà mình số mấy đây ta?
131 số mấy em? 131 Nguyễn Thị Tần. Phường mình là phường 2 hả chị? Phường 2 quận 8. Cốc mới bán sao chị? Cốc 35. Cốc 35. Sầu riêng nhỏ nhỏ. Hôm nay là đậu mùa em trai ha. Nhớ tháng 9 mà. Chuẩn bị đi hái hồng ở Đà Lạt rồi đó. Bản cầu cũng ngon quá trời. Có 200 ngàn không cho mượn ấy? Có. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi bác? Dạ. Năm nay mình nhiêu tuổi? 78 hả? 77 á. Dạ. Mình người Việt hay là người Hoa? Dạ, người Việt. Người Việt hả? Rồi con cái mình đâu? Dạ, con cái tôi lạ. Chị cũng phải gọi bao nhiêu số? Là 9 giờ rưỡi tối à. Rồi bác lì xì 200 ngàn nha. Của cô bác Mai ở Mỹ gửi. Bác Mai gửi. Còn cái này con lấy 5 tờ, con trả 5 triệu. Rồi, nhỉ nha. Dạ. Con lấy 5 tờ.